Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến nhà của em Tân để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số không. Mai đây quý vị ơi, để cực whip luôn, chuẩn bonsai để quý vị mình chơi ha. Đây mình dạo sơ qua một số cây bên kia nữa ha. À, bông chuẩn bông ha. À, bông đẹp để đẹp không? Chơi bonsai hết ý rồi quý vị ơi nè. Nhá hàng cho quý vị mình ngắm nghía trước ha. À, đẹp không à? Hết ý ha. Chơi bonsai hết ý quý vị ơi. À, lạng qua vòng ha. Rồi chào Tết. Dạ, em chào anh ạ. À, em chào quý cô chú anh chị đang xem trên kênh Mai Vàng Quê Dừa. Em tên là Tình ở vòng trong Bến Tre. Hôm nay em có lên 16 phôi mai vàng, là mai gốc nhớt ghép dảo Thủ Đức Liền Cốt. À, em bao bông và bao sống cho cô chú anh chị ạ. À, bao ship luôn hả em? Dạ, bao ship toàn quốc luôn. Rồi, bao ship toàn quốc luôn. Đó, mình vào mã số 1 luôn nha quý vị. Em vào mã số 1 luôn. Đây, mã số 1. À, mình cho cái thông số ha, chiều dạ, cao cái, ha. Mã số 1 có chiều cao là 26 à. Rồi. Dạ, em đo hoành cây thứ nhất nha. Hoành cây thứ nhất là 16. 16. Em bên kia. Cây bên đây là 13. 13. Ở cái củ đặc đây ha. Dạ. Dạ, cái củ đặc là 41 à. 41 nha quý vị. Cho cái đường kính bầu luôn đó quý vị, về quý vị chuẩn bị chậu ha. Dạ, cây có đường kính bầu là 34 ạ. À, rồi 34. À, cũng xin nhắc lại đây là mai gốc nhất ghép Thủ Đức Liền Cốt luôn. Đây em Tình bao bông cho quý vị luôn, nhưng quý vị cứ an tâm ha. Dạ, em bao bông này, bao sống để, bao ship nó đó. Được cái cốt Liền Cốt bự như vậy là cũng ghép cũng rất là lâu năm mới được cái cốt bự vậy, nhưng quý vị bao sống cho quý vị luôn nha quý vị, bao ship luôn, bao tất cả luôn. Rồi mã số 1. Kỹ như vậy. Hàng bonsai thì quay kỹ cho gì ha. Rồi, giao lưu nhiêu đem? Dạ, mã số 1 em xin giao lưu với cô chú anh chị giá là 1.600.000 ạ. À. Rồi, 1.600.000 mã số 1. Rồi, mình là xuống cây. Rồi tiếp tục lên số 2 luôn quý vị ơi. Còn rất là nhiều em rất là đẹp đây ha. Rồi, mã số 2. Rồi, mình cho cái dạ, mã số 2 chiều cao từ đỉnh tới cổ rễ là 20 ạ. 20. Rồi, cái hoành. Dạ, hoành là 20 luôn. 20 luôn. Dạ, củ. Cây này có củ là 30 ạ. Củ 30 luôn. Cái nồi đế gom gom ở dưới ha. Tổng nồi đế là 70 anh. 70. Cho đường kính bầu luôn đi. Rồi, đường kính bầu là 34. 34 luôn. Cái này cũng dán bài bài ha. Dạ, cô chú anh chị mình cũng có thể chơi, mình bẻ cành đổ xuống ha. Đổ xuống luôn. Nó nghiết kỹ nha quý vị. Này, hàng bonsai gốc nhất ghép Thủ Đức Liền Cốt ha. Rất là lâu năm mới được cái Liền Cốt bự dạ, vậy. Cái cây này em này kéo nhựa. Rồi, kéo nhựa khỏe đây ha. Thì quý vị cứ an tâm là bao sống, bao ship, bao bông cho quý vị luôn nha quý vị. Đây mã số 2. Dạ luôn nha đem. Mã số 2 em giao lưu với quý cô chú anh chị giá là 1.400.000 ạ. Rồi, 1.400.000. Đây, mình xuống cây. Đây, tiếp tục luôn quý vị ơi. Nay giới thiệu cho quý vị là có mười mấy gốc thôi, nhưng quý vị. Quý vị mình theo dõi cuối clip ha. Thì trong quá trình xem ưng ý mã số nào cứ alo trực tiếp cho shop ha. Thì số điện thoại mình để trên phần tiêu đề đó quý vị. Dạ, mã số 3 có chiều cao là 16 à. Rồi, 16. Rồi, cái hoành nó luôn. Dạ, cây có hoành là 26 ạ. À. Rồi, đó là ngày đó 26 luôn ha. Cái nồi đế đây ha. Dạ, tổng nồi đế là 96. Kính bầu. Dạ, đường kính bầu của cây là 41 ạ. À. Rồi, 41 rồi quý vị. Cái dẫn kỹ nha quý vị. Đây, cái này còn cái có cái mí nè quý vị, cái mí ghép nè. Nè, mí ghép ở đây đó ha. Đó. Để Liền Cốt mà có cái cốt bự gì rất là lâu năm ha quý vị. Rồi, giá sao đem?
Dạ, mã số 3 em giao lưu với cô chú anh chị giá là 1.450.000 ạ. 1.450.000. Rồi, xuống cắt. Rồi, tiếp tục luôn rồi quý vị ơi. À, em lại có cái gốc này trồng giò đảo ha. Giống cái bí quá ha. Cái bí nha, kỹ thương cái này ha. Vì cô chú anh chị mình vô cái chậu cổ mình để bàn. Giống cái bí đẹp ha. Rồi, em cho chiều cao. Rồi, chiều cao. Dạ, chiều cao là 23. Rồi, 23. Quanh cho cái dạ, quanh là 15. Cái củ trái bí nè. Nhẹ nhẹ đó là nha. Dạ, cái củ này là 30... 37 ha. 37 ha. Dạ. Toàn do luôn. Củ tròn tròn đó, 37. Hết cái cục nạc này. Dạ, tổng nội đế là 62, 61. Rồi, 61. Và được kính bầu của cây là 27 ạ. Thôi gì nè. Cái mí của mình mí ghép nè ha. À, ghép giảo Thủ Đức nha quý vị. Shop bao bông cho quý vị luôn. Đây mã số 4. Dạ mã số 4 giao lưu với cô chú anh chị giá là 1.500.000. Rồi 1.500.000. Rồi xuống cây luôn. Rồi, số 5 luôn rồi quý vị ơi. À, này cái tinh lưng cũng giống giống như cái em nãy nè, giống như cái bí nằm đó luôn á ha. Giờ mã số 5 có chiều cao là 23. 3. Vành. Này, có vành là 19 ạ. À. Đó, cái cục củ bí tròn tròn như nhiêu em. Dạ cái củ đế đặt là 34. 34 ha. Để. Tổng nội đế là 80 à. 80 đế đặt hết trơn, cái gì to nhỏ đặt bầu trơn ha. Và đường kính bầu là 34. Rồi. Này em đo cái cũ này thôi nha, đo với đây còn bự nữa. Này chơi hàng bonsai hả quý vị. Này chơi bonsai. Hết ý ha. Chỉ những cái đây, chỗ cái dích ghép đó nè quý vị nè ha. À, có cái miếng ghép ha, đi cốt luôn. Rồi, giao lưu giá sao đây em? Dạ mã số 5 em giao lưu cô chú anh chị giá 1.600.000 ạ. À. Rồi, 1.600.000. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mình cũng xin lâu lâu nhắc lại một xíu nha quý vị. Này gốc nhất ghép giảo Thủ Đức liền cốt ha. Rồi, tiếp tục luôn, mã số 6 quý vị ơi. Dạ mã số 6 có chiều cao là 16. Đó. Có cái cành bay ra là 17 ạ. À. Rồi. Rồi, kéo ngang đó lên. Dạ hoành là 20. Rồi đâu vậy 20 ngày đó ha. Cái củ đặt đây là 34 ạ. Rồi 34 cái củ đó. Đường kính bầu luôn. Rồi đường kính bầu là 33. Rồi. Ngắm nghiếc kỹ nha quý vị. Đó. Quá đẹp ha. Này lâu này là chơi bonsai là hết ý luôn ha quý vị. Chuẩn bonsai luôn ha. Rồi mã số 6 nha quý vị. Giao lưu nhiêu đem? Dạ mã số 6 em giao lưu với cô chú anh chị á là 1.650.000 ạ. Rồi 1.650. Rồi mình xuống cây luôn. Rồi tiếp tục luôn rồi quý vị. Lên số 7 luôn ha. Đó. Chơi cây bài ra ha. Dạ mã số 7 có chiều cao là 17 ạ. Cho chiều dài từ hết luôn thử nhiều. Dạ. À đúng rồi. Tổng chiều dài là 37. 37. Cho cái gì đây? Này, cái cổ dạ. Này ha. Cái cổ này là 23. 23 ha. 23 là nhỏ nhất luôn á. Này nó ghép ngay đây. Dạ cái củ đặt là 40 ạ. Rồi, 40. Là hết cái nồi dưới cái nhiêu em? Dạ hết cái nồi luôn là 85. À vậy nè. 85 ha. Dạ. Đường kính bầu. Dạ đường kính bầu là 35. Rồi quý vị ngắm nghĩ kỹ nha. Em này quý vị chơi bài thì chơi em này hết ý nè. Đây là để quấn lò xo luôn. Có quấn lò xo số nè. Em này đã cũng quấn mấy cái đây ha. Đã, cây nó đã nhú tược với kéo nhựa khỏe hết rồi. Thì cô chú anh chị mình yên tâm mà trồng ha. Shop mình bao sống mà
bao ship bao bông à. Đó, thì an tâm, cây đẹp rồi. Giá sao đây em? Dạ mã số 7 em giao lưu với cô chú anh chị giá 2.200.000 ạ. Rồi 2.200.000. Rồi mình xuống cây luôn quý vị. Rồi lên số 8 luôn. Đây. 8 có một cành đổ ha. Cành đổ bự dưới kìa. Vậy đây, cành đổ hay nhiều vậy chơi cành đổ xuống cũng ok lắm á. Mã số 8 có chiều cao là 42 ạ. Đây này bẻ lắc ha. Rồi em đo cái hoành của cái hoành của tay cành đổ đi. Cành đổ là 17 ạ. À, 17 ha. Đó hết cái cục này ha. Cục đây hay sao đây? Ở đây đi. Ở cái cục này Huy chứ không biết nói sao luôn. Là ha. 27 ạ. 7 ha. Còn cái đó ha, vậy kéo qua hết cái mình kéo ngang qua luôn đi. À, kéo ngang cái mình đo vị trí này đi. Là đó. 62. Cái nồi để đặt đó quý vị 62 ha. Đường kính bầu là 33. Rồi, kính bầu 33. Cái này cái mình nó trường nó lết một lên đo cũng ok. Độ dài của cái cây là 24 à. Dài của bộ đế đó ha. Tới cái cổ này, cái cổ xuống. Thì lô hôm nay toàn là gốc nhớt ghép Thủ Đức liền cốt không nhưng quý vị. Áp sát cho diện ngắm nghía cho những cái ghiền cái hang này. Nó cũng sụt trứng đâu đây không tính sụt trứng gì sao nhỏ sao. Rồi giao lưu nhiêu đây em? Dạ mã số 8 em giao lưu cô chú anh chị đó là 2.400.000 ạ. Rồi 2.400.000. Đây mình xuống cây ha. Rồi chuẩn bị mình lên mã số 9 luôn, số 9 một cực phẩm luôn. Đây. Gốc nhớt ghép Thủ Đức liền cốt luôn đây quý vị nè. Đây. Tí nhánh ghép đây ha, có những cái nhìn quý vị biết liền chỗ ghép chỗ vị trí nào luôn á. Em đo từ đỉnh tới cái cổ rễ này là 16 à. Rồi. Cây này gốc hồi đó nó bự quá. Lạ cây quá ha. Hôm đó cái hoành ở đây là 22 á. Đó ngay đây lên thẳng lên ngay trên. Dạ. Ừ, đó, là nhìn thấy dễ chịu hơn ha, đó cũng không 22 ha. cái thân thứ hai đi. Thứ hai là 15. Đó, 15 đó ha. Rồi đó tổng á, tổng cái nồi đế đi. Này đo tổng cái cục trên đi. Nồi đế thì ở dưới nữa nhưng quý vị. Trên nó không vậy là 53 đi ha. 53. Rồi, kéo xuống đó hết đế ha. Hết cái cục đế nè 84 ạ. 84 luôn. Rồi cho đường kính bầu luôn nha quý vị. Dạ cái đường kính bầu dài là 38 ạ. Rồi em xây dài dòng cho quý vị ha. Xem đây, đây có cái cò đánh. Đánh có thể chơi bay nè ha. Bay này dựng đột trực lên. Nghĩ kỹ nha quý vị em này đế ha. Quýp quẹp. Rồi giá sao đây em? Dạ mã số 9 này em giao lưu với cô chú anh chị giá là 2.700.000 ạ. Rồi 2.700.000. Gốc nhớ kép vào Thủ Đức liền cốt nha. Rồi xuống cây luôn. Rồi tiếp tục luôn quý vị. Mã số 10. Đây số 10 nè quý vị. Dạ cây mã số 10 có chiều cao là 30. 30. Mình chọc cái cốt kép nè. Dạ, có hoành là 17 ạ. Rồi vậy. À, 17 ha. Rồi trục thước anh đang có vậy nè, có mí ha, có mí nè ha. Đó, cái mí ghép nè. Cái cục ha. Đó, cái cũ đó là nhiêu? Dạ cái cũ này là 38 ạ. Đây có vậy. 38 ha. 8 đúng luôn đó ha. Cũ toàn do luôn. À. Đừng. Cho cái. Rồi tổng cái nồi đế ha. Tổng nồi đế 80. Rồi nồi đế 80. Rồi đường kính bầu luôn đi em. Dù gì có chốt cái gì chuẩn bị chậu ha. Dạ đường kính bầu là 31 ạ. Rồi xây luôn. Đây đẹp quý vị ơi. Cái này hôm nay là chuẩn quan sai luôn ha. Dạ mấy cái cây này cô chú anh chị mình
em con đo được kích bầu á là bao nhiêu, là mình vô chậu nhiêu á, cái rễ nó gọn lắm, ép chậu luôn ha, ép chậu luôn á. Cái này vô giờ ba mấy, vô chậu 4 được, chánh thở ra chiếu hoặc là 35 nè, 35 là chánh thở cũng được. Nếu ép chậu thì lọt lòng 35 ha. Rồi giao lưu nhiêu đen? Dạ mã số 10 em giao lưu cô chú anh chị giá là 1.800.000 ạ. Rồi, 1.800.000 quý vị. Rồi, mình là xuống ca. Rồi tiếp tục luôn. Mã số ở đây là mã số 11 ha. Số 11. Mã số 11 có cái chưa cái nụ bông á. Bông của Thủ Đức quý vị. Đốt nhớt nè. Từ từ đi ra luôn. Nhớ ghép giỏ Thủ Đức này, cái mí nó ngay nè, cái mí ghép này quý vị nè ha. Ghép nè. Này họ không chỉ chắc mình nhìn cũng không biết đâu. Rồi. Rồi, em cho cái chiều cao của cây là 43. Rồi. Rồi, đó cái thẳng lên ha. Dạ quanh là 20. Rồi, 20. Đồng nguyên cái cục nạc ha. Nguyên cái củ này là 59 ạ. Rồi. 58 đây. 8. Nhờ đường kính bầu là 38. 8. Ở đây có cái cành đổ được nha. Rồi. Mình chơi đổ được. Đôn lên đổ cái đôn cái đôn cao lên bẻ đổ xuống ha. Cây này đóng khéo cái là chi 1, chi 2, chi 3, chi 4 luôn. Nó có chi hết. Nó đóng đóng dương dương hết đây ha. Cây đẹp đó, quay kỹ cho quý vị xem ha quý vị, trong quá trình xem ưng ý cứ alo trực tiếp cho anh Tình nha quý vị đó, quý vị muốn giao lưu với giá nào với cây nào đó ha, alo trực tiếp cho anh Tình ha. Đây giao lưu nhiêu đen? Dạ mã số 1 em giao lưu giá là 2.300.000 ạ. Rồi 2.300.000. Rồi mình xuống cây luôn. Rồi mình lên tiếp tục là 12 quý vị ơi. Rồi mã số 12. Mã số 12 có chiều cao là 47 ạ. Ngay cái vị trí hoành, ngay vị trí ghép luôn nè. Có hoành là 22. Ngay vị trí ghép luôn, 52. Rồi củ tròn tròn. Rồi cái củ là 34. Rồi củ tròn tròn 34. Nồi đế. Nồi đế là 78 ạ. Rồi, 79 80 là đẹp đi. 79 đi. 79 đi. Đường kính bầu 35 ạ. À, quý vị ngắm cái kỹ cái này, cái cục đế nè. Nó đế đặt hết trơn rồi quý vị. Cái nồi lấy số đẹp cho 79 cho đẹp nhưng quý vị. À. Rồi, thân cành. Em nghĩ kỹ ha, quay cũng rất là chậm, mình quay cũng kỹ nữa để im máy cho quý vị xem cho kỹ luôn ha. Đó. Này cái vị trí ghép nè quý vị. Nè. Có cái ngẩn đây ha. Cho cái mí nè. Rồi. Giá sao đây em? Giờ mã số 12 em giao đô cô chú anh chị giá là 2.200.000 ạ. Rồi, 2.200.000. Rồi, cho mã số 12. Rồi xuống cây luôn. Rồi mình lên 13 luôn. Đó. Số 13. Em này cái dáng là lạ nhất trong clip hôm nay nè. Đó, nó không có bẻ lắc lượng như như dạ, mã số 13 chiều cao là 62. Dạ, thoát thân là 12 ạ. 12. Có hoành là 30 ạ. Rồi để thức. Đó quý vị. Những em mà không có bẻ quý vị, nó lẻ lớn hơn những em mà bẻ ha. Là ghép liền cốt luôn, mà nó cốt lên tới 30 luôn á. Những cây mà bẻ thì nó chậm lớn hơn, cây trực trực vậy nó nhanh lớn hơn quý vị. Dạ cây có cũ là 44 à. Rồi 44 ở trên đó. Rồi. Đó ngay đó còn 44 rồi đó quý vị. Có cái nồi đế luôn ha. Dạ tổng nồi đế là 1m07 à. Rồi 1m07 cái nồi. Đường kính bầu. Ngày được kính bầu là 44. 44. Ghép liền cốt mà cốt tới 30 luôn. À, rất là lâu năm mới được cái cây mà cây này tầm liền cốt mà cốt 30 luôn nha quý vị. 10 năm á, 10 năm có hơn ạ.
rất là lâu năm mới được cây mà ghép gốc nhất, ghép Thủ Đức nè, liền cốt 30, tay cành đều luôn ha. Nửa vòng đây, cho bị lưng rồi tết cho anh này đó. Rồi giá sao đây em? Dạ mã số 13 em giao đôi với cô chú anh chị, giá là 1.700.000. Rồi 1.700.000 nhân quý vị. Rồi mình xuống cây luôn. Rồi tiếp tục mình lên 14 luôn. Đây mã số 14 đây cũng là một siêu phẩm gốc nhất cấp Thủ Đức thì quý vị. Đấy quá xa đế luôn. Rồi cho chiều cao từ mặt bầu lên tới cái đỉnh này ha. Chiều cao là 44 à. 44. Cái cốt ghép dạ, quanh là 18 18 như vậy ngay chỗ mí ghép luôn nè. 18 à, 18 có cái mí luôn đó ha. Cái này dạ, quanh của cây thứ hai cây thứ hai là 21 nha quý vị. Ngắn đặt ở trên nha quý vị, ngắn đặt ở trên này, cái cũ đặt luôn là 56 đặt cái tên không 56 gì này, cái bầu như là đế nhiêu á, là tổng cái nồi là 1m09 rồi, 1m09 rồi xây cho gì ngắm nghía luôn nha. Đường kính bầu là đường kính bầu là 40 rồi 40 chú vườn đó bẻ mấy con này giờ nhìn thấy ác quá ngặt ha. Những bẻ ngặt như vậy thì nó chậm lớn hả quý vị, giống như nãy có con cây trực trực quý vị lẹ lớn ha, còn bẻ ngặt ngặt như vậy lâu lớn dữ, mà được cái hoành mà binh lớn vậy là cũng lâu năm lắm nhưng quý vị. Rồi mã số 14 xe mặt này rồi dừng. Đây mã số 14 mặt tiền nằm đây nè. Đó. Giá sao em? Dạ mã số 14 em giao lưu cô chú anh chị giá là 3.500.000 ạ. Rồi 3.500.000. Rồi xuống cây luôn. Rồi tiếp tục lên 15 luôn quý vị ơi. Đó, nồi đấy cũng quá xa luôn này quý vị. Đó. Ghép liền cốt ha. Dạ, mã số 15 có chiều cao là 44. Rồi. Dạ, có hoành là 18. À, nghe vô vị trí ghép luôn nè. 18. À, cốt ghép là 18 luôn. Làm đo cũ này là 38, 39 đi. 39 thì cho nó đẹp như cái gì? 39 đúng 39 ạ. Còn nguyên cái phần đặt ở trên. Cái cũ dưới này là 53. 3 luôn. Rồi. Ngắn nồi để đặt. Nó đặt là 93. 93 đi ha. Rồi đường kính bầu luôn. Rồi được kính bầu là 42. 42. Cây này giáng long. Nó từ từ giáng long ha. Cục để này giữ ha. Nên cái bệ này đặt kẹo luôn có gì nè. Giãn ha. Rồi giá sao đây em? Dạ mã số 15 em giao lưu với cô chú anh chị giá 2.800.000 ạ. Rồi 2.800.000. Rồi mình xuống cây luôn. Rồi còn một cây nữa quý vị ơi. Mã số 16. Đó. Này là nguyên cái cục đó. Toàn thấy đế không đây. Cũng có cái thân bẻ bẻ cũng lắc ở đây này đếm đồ đo chiều cao á này khỏi đo chiều cao đi là cái này đo cái hoành này coi cho cái cốt ghép đi. Cốt ghép ngay đây là cốt ghép đây là 12.5 12.5 ha. Đó, giờ cho cái cục củ đế đặt này đi. Củ đế đặt ở đây là 58 ha. Này là cái nồi đế nè, tổng nồi đế là 1m02. Rồi 1m02
Đường kính bầu là 40. Đây, đường kính bầu 40. Này nguyên cái cục đấy. Quá xa luôn. Cái chiều dài của cái cục á. Chiều dài cục là 23. Rồi. Quá trớn rễ à. Này cũng là gốc nhất ghép liền cốt nha quý vị. Được cái cũ này cũng lâu năm lắm, được lên cái cũ vậy đây. Rồi. Giá sao đây em? Dạ mã số 16 em giao lưu cô chú anh chị giá là 2.900.000 ạ. Rồi, 2.900.000. Đó, hôm nay mình thấy toàn là góc nào cũng đẹp ha. Đó. Thì cuối clip thì muốn nói gì với quý vị không Tình? Dạ, thì cuối clip thì em cũng kính chúc quý vị có một ngày xem clip thật nhiều niềm vui à. Là xem được cái nào cái ủng hộ xem em. Xem được ha. Cái nào ưng ý thì ủng hộ em, gọi có cái số điện thoại trên tiêu đề cũng là số Zalo của em ạ. Rồi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị mình clip sau nha.